Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Đây là ba cái mẫu dòng cục đẩy công suất hai kênh mà chuyên đánh súp anh em nhé. Thật ra thì nó sẽ là bốn mẫu nhưng mà do hiện tại thì bên em đang khui ruột là ba mẫu thì em cũng giới thiệu nhanh là cái ba mẫu này, chứ còn bên em còn một mẫu nữa, đó là TD2500 anh em nhé. Dòng này là cao cấp nhất, là TD2500 2500W. Một kênh ở chế độ 8 ôm mạch class TD cao cấp nhất hiện nay anh em nhé. Sử dụng sò MJL là cao cấp nhất. Thì cái bản nhỏ hơn của nó là bản này. Bản này là TD1500P. Đó. Con này thì sử dụng sò tô anh em nhé, Toshiba. Còn con kia mới là con cao nhất kìa, TD2500. Đó. Thì hiện tại em chỉ mở ruột được ba con này thôi. Dòng này thì em xin giới thiệu với tất cả anh em nhé. Thì ba dòng này thì em sẽ chi tiết cho anh em xem cả nội thất và chi tiết về cho anh em giá bán luôn. Đó, đầu tiên là dòng rất là phổ thông ở đây, đó là con mạch Class H PL2.18 flute anh em nhé. Dòng này thì anh em đã quá rõ rồi đúng không ạ? Công suất mạch Class H và sử dụng tất cả đều là linh kiện rất là dễ kiếm, dễ tìm, và thêm nữa là mạch này rất nhiều anh em thích, ưa chuộng vì nó là mạch H, mạch rất là bền bỉ và qua bao nhiêu năm tháng này rồi. Đó, PL2.18 Flute bản 2024 anh em nhé. Bản này sẽ cải thiện rất là nhiều thứ. Anh em có thể nhìn ngay vào mắt là cái cầu chì rất là lớn ở đây. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Cái thứ hai là rất là nhiều MOSFET anh em nhé. 1 2 3 4 4 con MOSFET. 4 con bên trên và 4 con bên dưới là 8 con. Hai con này là hai con diode anh em nhé. Đó, như người khác người ta đếm cả nhưng em thì không. Sẽ đếm đúng MOSFET anh em nhé, 8 con MOSFET một kênh, rất là khủng. Dòng này thì sử dụng sò tất cả là Toshiba anh em nhé, và công suất là 1800W một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. Đó. Tụ rất là cao. Đó. Rất là khủng ở đây. Đây anh em có thể nhìn qua. Đó. Rất là đẹp. Đó. Tụ là 80V 2200 22.000 mi anh em nhé. Đó. Dòng này thì 1800W một kênh, thì tất cả những súp kép coil 125 là vã tốt rồi anh em nhé. Tất cả súp kép coil 125. Và dòng này mạch Class H là 3 lớp anh em nhé, 3 lớp. Áp của nó là ở bên dưới này, áp rất cao anh em nhé. Áp là đến tận 123V. Đó. 41, 82 và 123V anh em nhé. Đó. Áp cực kỳ cao, 3 lớp áp. Thì dòng này chuyên đánh súp anh em nhé. Ba mẫu này thì em giới thiệu với anh em là chuyên đánh súp, súp kép coi từ 100-125 anh em nhé. Đó. Con này rất là đẹp và cân nặng của nó đạt tầm 38 kg. Đó. 38 kg anh em nhé. Tất cả linh kiện rất là chất lượng, sò Toshiba. Dòng sò này chuyên súp rồi, anh em có thể nhìn đây. Đó, nhìn cái sò nó rất là chất lượng rồi anh em nhé. Đó, ok chưa? Đấy, cực kỳ chất. Giá con này là hiện tại là 9.800.000 đồng, chưa còn phí ship anh em. Nếu mà lấy thì tới tầm khoảng độ 300.000 tiền ship anh em nhé, 300.000 tiền ship tùy từng nơi nhưng mà nó dao động tầm 300. Dòng này thì rất nhiều anh em thích, vì vậy sao nó to nặng bền bỉ, nhiều anh em thích như vậy chứ anh em không thích nhỏ gọn đúng không ạ. Đấy, thì đây là một sự lựa chọn cho anh em. Class H anh em nhé, và cao hơn đó là Class TD. Đúng là TD1500P. Con này thì em bán khá nhiều. Đó, bán khá nhiều và anh em nào đã dùng thì anh em quá biết rồi đúng không ạ? Rất là hay. Cực kỳ hay, phải nói không phải nói rất là hay mà cực kỳ hay anh em nhé. Nếu mà để em so sánh thì nó sẽ hay hơn con PL2.18 Flute. Nhưng mà nói thì ra thì nhiều bác không tin. Nhưng mà em bán con này thì anh em nào đã mua rồi thì anh em biết đánh hay hơn PL2.18 anh em nhé. Đó, nhưng mà giá tiền của nó sẽ cao hơn. Con này 9 triệu 8 đúng không ạ? Thì con này 13 triệu anh em. Gấp rất là nhiều tiền. Đó, thêm hẳn tầm 3 triệu rồi, hơn 3 triệu anh em nhé. Nhưng mà đổi lại anh em có mạch Class TD anh em nhé. Anh em lưu ý đây, con này là mạch Class TD. Đó, nó rất là khủng. Mạch Class TD thì là Class D cộng với Class AB anh em nhé. Đó, phần này là phần Class D này. Đấy, anh em có thể nhìn đây. Cuộn cảm rất là lớn ở đây. Đấy, anh em có thể nhìn đây, đấy, những cái linh kiện của nó rất là chất lượng anh em nhé, cực kỳ chất lượng, to dày chắc chắn. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, Class TD anh em nhé, cũng dùng sò Toshiba cả anh em nhé, tất cả đều đều dùng sò tô.
Đó, đây, Toshiba đây. Đó, Toshiba Japan. Anh em nhé, Toshiba Japan. Anh em nhé. Đó, so Nhật. Đó. Con này thì chung vỉ mạch với 1800 anh em nhé. Đấy, đấy, 1800 này. Đấy, power PCB đấy, anh em thấy á. Chung với 1800. Đó. Và dòng này của nó công suất chuẩn là 1500W anh em nhé. Công suất chuẩn là 1500W là kênh. Thì con này có mạch cắt xúc cực mạnh. Nếu mà anh em nào xem video anh em biết rồi, TD1500P là dòng đẩy chuyên xúc của bên em, bao đánh cho anh em từ xúc kép coi 100-125 anh em nhé. Xúc kép coi 100-125 là đánh tung nóc luôn. Vì đã có rất nhiều anh em đi sự kiện đó, đi đám cưới, làm đám cưới ấy, đánh DJ thì con này đã vã những chiếc xúc kép coi 125 tưng bừng và giã cả một buổi luôn anh em nhé. Đó, tất cả mạch của nó là chung với 1800 anh em nhé. Chung với 1800 hết. Đây anh em nhìn đấy chưa, chung với 1800 hết. Kể cả ở đây này, main này cũng chung với 1800 hết anh em nhé. Đó, chung hết với 1800. Đó. Chẳng qua cái biến áp này nó sẽ bé hơn 1800 một chút. Đó, thì đây là một sự lựa chọn rất là tối ưu cho anh em, giá chỉ 13 triệu anh em nhé. Em có một bản nữa đó là TD1500 thường. Thì nó cũng như là bản này, nó cũng như con này anh em nhé. Cũng như con này nhưng giá nó thấp hơn 500.000 anh em nhé, thấp hơn 500.000. Còn P này thì là đắt hơn 500, là 13 triệu, con kia là 12,5 triệu. Đó. Linh kiện rất là chất lượng. Anh em nhìn đây. Những linh kiện rất là to anh em nhé. Và dòng Class TD thì anh em biết rồi, nó cực kỳ là trâu. Đó, đánh hầu như là không nóng máy anh em nhé, đánh không nóng máy. Đánh cực kỳ là mát máy và tiếng hay, sâu tiếng anh em nhé. Rất hay và sâu tiếng. Anh em có thể nhìn những cọc giao loa đây. Nó sử dụng hẳn 2 dây luôn anh em nhé. Hẳn là 2 dây luôn, anh em có thể xem. Đó, cực kỳ chất chưa? Hẳn là 2 dây, một cọc loa là 2 dây anh em nhé. Đấy, ok chưa? Cho anh em thấy là nó chất lượng như nào. Đó. Những linh kiện của nó đây, linh kiện cho phần bo đuôi. Bo đuôi con này rất là hay, con này đánh súp, cắt súp cực kỳ là chất lượng anh em nhé. Em đã lên nhiều video con này cắt súp rồi, không cần phải cốt server luôn. Đấy. Và giá là 13 triệu anh em nhé. Giá là 13 triệu. Với mạch Class TD này thì sẽ đạt được cái sự ổn định rất là cao và tiếng rất là hay, khẳng định với anh em luôn. Và em đã có rất nhiều video rồi, anh em có thể xem chi tiết nhé. Đó, giá là 13 triệu. Và dòng một dòng nữa siêu mỏng mỏng nhẹ của bên em đó là, xin nhắc lại với anh em là con TD1500P này, nó là nặng tầm 32-33kg anh em nhé. Và thêm nữa một dòng mỏng nhẹ đó là Class D. Con này chỉ 8kg thôi, nhưng mà công suất nó sao? 2200W anh em nhé. Con này thì em đã biểu diễn khá là nhiều, ở rất là nhiều cái biểu diễn ngoài trời. Bản của nó là D2.2. Thì em đã vã những chiếc xúc kép coi 100-125 thoải mái anh em nhé. Đã rất nhiều anh em chơi. Và nó là 2200W, mạch PFC và chạy nguồn xung. Và dòng này thì đánh tất cả những dòng xúc kép hiện nay trên thị trường anh em nhé. 2200W đó. Đấy, nhìn rất là đẹp, bản nâng cấp của D2.2 nhé. Đó, anh em nhìn chưa? Linh kiện cực kỳ chất luôn. Và Class D thì con này nó mang tới hiệu suất rất là cao em nhé, hiệu suất rất là cao. Hiệu suất là trên 90% anh em nhé. Đấy, anh em thấy, có thể nhìn đấy. Rất là chất lượng, những cái mạch phíp của nó sáng bóng. Và như em nói rồi, đó, cực kỳ chất. Con này thì giá của nó cũng khá là ok, giá là 15 triệu anh em nhé, 15 triệu. Và con này nó là một chiếc dòng mà khẳng định với anh em là khá là nặng ký, vì công suất lên tới tận 2002, ngoài thị trường nó chỉ tầm 1500-1800 rất là nhiều. Nhưng mà con này hiệu suất cao anh em nhé, 2002, những cái tụ này của nó này, tụ 200V hết anh em nhé. Linh kiện thì nó sử dụng MOSFET, mỗi một kênh sử dụng hai con MOSFET thôi, nhưng mà cực kỳ khủng luôn. Đó, dòng này là đẳng cấp luôn anh em nhé, đẳng cấp luôn. Anh em nào đã dùng con D2.2 thì anh biết rồi đúng không ạ, đánh súp tưng bừng luôn anh em nhé. Và giá rất là tốt. Đó, giá chỉ 15 triệu thôi. Cái con này mà chỉ cần tên hãng khác thôi là nó lên gần 30 triệu ngay anh em nhé, khẳng định với anh em luôn. Lên gần 30 triệu ngay. Đó, đây là sâu nội thất cho anh em cùng xem nhé. Cực kỳ chất lượng. Đó. Nguồn không phải là hai nguồn mà là ba nguồn anh em nhé, ba nguồn xung ở đây. Nhìn nguồn nhỏ này thôi nhưng mà cái công suất của nó rất là lớn. Đó, mạch đây. Nó có thể bút lên tận 400V anh em nhé. Đó, đây này 630V này. Anh em nhìn chưa? 630V này nó bút lên khá là khủng khiếp. Đó.
rất là chất này, nên bút lên 400V này. Đấy, anh em thấy chưa? Nên tại sao nó rất là khủng. Đó. Và giá của nó như em nói rồi là 15 triệu. Thì tổng quan lại là như vậy. Bên em hiện tại đang có 3 4 dòng, 5 dòng, nhưng mà ở đây em mở nội thất 3 dòng này cho anh em cùng xem. Đó, có một con TD 2500 giá 16 triệu nữa anh em nhé. Đó, con đấy còn cao hơn con này vì nó 2500W. Anh em nào có nhu cầu thì anh em thể liên hệ cho bên em. Đó, với hai cái số điện thoại bên góc dưới màn hình. Đó, cảm ơn tất cả anh em đã xem video bên em nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.